Bốn loại thực phẩm tưởng bổ nhưng ăn nhiều coi chừng rụng tóc. Đúng vậy, bên cạnh các thực phẩm giúp mọc tóc, nhiều món ăn là hung thủ khiến tóc bạn ngày càng mỏng yếu đi đấy. Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng thế nào tới tóc? Vì cấu tạo chính của tóc là protein, một chất dinh dưỡng được cung cấp chủ yếu qua thực phẩm, việc ăn uống đóng vai trò chính yếu trong vẻ đẹp cũng như sức khỏe của tóc. Ăn những món giúp tóc chắc khỏe, mau dài là thói quen tốt, nhưng bạn cũng cần cẩn thận với các thực phẩm dễ làm rụng tóc nếu ăn nhiều sau. Cá biển đóng hộp. Cá biển chứa omega 3 tốt cho da nhưng cũng có nhiều thủy ngân dễ gây rụng tóc. Tốt nhất, bạn hãy chọn loại đóng hộp có chữ Life để đảm bảo lượng thủy ngân thấp. Tinh bột. Ăn quá nhiều tinh bột làm lượng đường trong máu tăng cao, ảnh hưởng đến cấu tạo của tóc và dễ gây khô, rụng tóc hơn. Thực phẩm nhiều vitamin A. Cà rốt, cà chua, bí đỏ giàu vitamin A tốt cho mắt và da. Nhưng chỉ nên ăn 3 bữa một tuần, nếu dùng nhiều sẽ làm tóc dễ rụng hơn. Đường. Đường trắng, đặc biệt trong là bánh kẹo chế biến sẵn, sẽ làm tăng lượng insulin cũng như hormone nam trong cơ thể, khiến da nhăn, mụn và tóc thì lâu dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy like, share và subscribe kênh của chúng tôi, góp phần thực sự đem lại giá trị cho bạn.